Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Exit. Mình hơi người mình hôm nay hơi mệt tí. Nhưng về cơ bản mình muốn làm cái clip này để thông báo là Exit của mình đã có thể chơi được bình thường, không những thế còn ngon nữa. Nhưng mà mình sẽ phải chơi lại từ đầu vì mình mất hết save. Đây có nhiều bạn yêu cầu cái Exit này quá. Nhưng mình nghĩ là thôi thì mình cũng làm lại cho mọi người vui. Về cơ bản thì mình sẽ chỉ làm Exit được một tuần một tập. Thì thật sự là còn quá khá là nhiều các cái gameplay khác mình đang làm mà mình thấy hứng thú với mấy cái đấy hơn so với cái Hexseed này. Thì nhưng mà mình vẫn làm vì mọi người có vẻ khá là thích cái Hexseed này. Nhưng mà mình chỉ xin lỗi, mình chỉ ra được một tuần một tập thôi. Cái này có vẻ hơi thiên vị mấy kia cái à hơn cho mấy cái kia hơn, nhưng mà mình thật sự thích mấy cái kia hơn. Rất xin lỗi. Tập này mình sẽ làm trong tầm 15 phút. Như mọi người thấy mình đang chơi full screen. Thật sự không lag cho mấy, không lag lắm. Mình cảm thấy khá là thoải mái khi chơi cái Hexseed như thế này. Mong là cái gì này? What the fuck? Thì bò sống à? Thank you. À, một trái tim lớn. Mình vẫn chưa biết mấy cái tim phổi để làm cái gì. Tim phổi fail. À, nếu có thể làm được cả fake cam nữa. Nhưng mà mình không nghĩ là Minecraft này thì cần làm fake cam làm gì. Fake cam chủ yếu là xem cái gọi là gì nhỉ, phản ứng của cái mặt mình thôi. Mà mặt mình lúc chơi Minecraft thì đần như thằng Đao ấy, gì có gì đâu. Nên là mình nghĩ là không cần thiết. Ok, trước tiên mình nhìn thấy một cái làng ngay kia. Mình muốn ra đấy để coi như là lấy tạm nơi ăn chốn ở. Bluebell, mình vẫn chưa biết mấy cái hoa hết để làm gì. Ngoài làm màu. Ok. Đâu rồi nhỉ? Kia hướng kia đi học. Au, đau. Hết. Ngựa kìa. Đây rồi, nhà rồi, mình thấy chưa gì thấy cái nhà, nhưng mà sợ cái nhà giữa rừng rú này. The fuck. Mình muốn lấy cả mấy cái này nữa, mấy cái này. Nhiều lúc nhặt khá nhiều đồ ngon. Đâu vậy? Kia rồi đúng không? Phải cái làng kia không? Nhưng mà sao nó ở hướng này cơ mà, sao nó lại có cái nhà ở hướng đấy? What the fuck? Ô, tốt nhất mình cứ đi theo cái hướng này tốt hơn. À, cái này nếu mọi người không biết thì cái này có thể dùng làm bánh mì ngay lập tức được chứ không cần phải cái gì nhỉ, mà không cần ba lúa nữa, gà hết đâu. Thế rồi thấy cái làng nó xa xa kia rồi, mình mong là cái làng này có gì đó hot hot tí. What the fuck? Đấy, máy xịn thế này rồi mà vẫn còn lâu lâu còn ăn đòn à. Chứ đừng nói là máy gà trước. Xin ra đã. Vậy mình nên giảm cái tiếng của cái này xuống. Ví dụ cái này tầm 10 thôi. Cái này cũng tầm 10 thôi. Vì mấy cái đấy thật sự không quan trọng cho lắm. Ok. Rồi mình nghĩ là nên để 20 cho nó có tí sinh động. 20, chứ nếu mà mọi người cứ nghe này chắc ngủ ngủ mất. Xin lỗi, giọng này mình hơi ỉu. Mình cũng như mình trình bày từ đầu clip là mình đang kiểu trúng gió hay sao ấy. Giờ người như người sắp chết ấy. Ok, mình sẽ ra vào khoảng cố gắng đều đặn tầm khoảng thứ bảy hàng tuần. Nếu mà phở lên thì mình là chỗ này có cái tháp kia. Mà xin cà rốt nào. Phở lên thì mình làm 2 cái một tuần, đấy gọi là random thôi. Không thì hôm nào cuống quá mình làm 3 cái một tuần. Ok. Đây có cái dàn này luôn này, dàn này là dàn là nung nấu. Nhưng mà mình chưa biết sử dụng cái này, không biết là có ai biết dùng cái này không. Thế mình còn gà cái này lắm. Nhưng mà có mấy bọn đau đần này, sổi ôi. Đổi 20 lông cừu để lấy một cái viên ngọc bố đi giật cỏ được nhiều hơn. Mợ bọn giết người không dao này. Đây rồi. Ok, mình sẽ lấy cái chỗ này làm nhà như cái phần trước. Cái này Flint này. Obsidian crossbar. Ok. Mọi thứ đã đầy đủ ở đây rồi. Không biết ở đây còn có cái nhà nào như này không? Mình cái này mình cũng không cần cài Optifine vẫn còn ngon chứ đừng nói là
Ồ, nó đổi đổi cái này mình cũng chưa biết cái Essence Crystal là cái gì. Ô cái kia cũng có một cái chuyện, kia cũng có một cái nhà như này đúng không? Nếu mình nhìn không nhầm, mong là không nhầm. Đùa sức đầu quá đấy, thật chết giờ. Khi nào sắp chết không nhỉ? Ủa ôi, mà đổ cái gì này? Medium Capsule Fuck. Medium Capsule. Nó đổi cái gì vậy? Tao không rõ lắm nhưng mà mày đang đổi một thứ với cái giá khá là giết người đấy. Ok. Và tốt, cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà đổi lại trong này có khá là nhiều đồ. Có lẽ à, đơn giản hiện tại mình chỉ cần à, kiếm một cái cuốc nào tử tế tí. Hoặc đơn giản hơn là kiếm một cái hang tự nhiên nào đấy ở gần đây để mình đi đào. Ô, nếu mình nhớ không nhầm thì vừa nãy mình tìm thấy một cái gì à, Ravin này. Cái gọi là ô, cái gì này? Cái gì đấy? Cattail. Cỏ đuôi mèo. Cái là cỏ này nghe, nếu mà mình dịch sang tiếng Việt nghe khá là quen. Không biết là có ai biết cái cỏ này là điểm gì không? Rõ lắm. Thế cơ bản là giờ hiện tại mình muốn, ui khiếp, tháp cái gì cơ? Tháp này tháp tháp đôi. Chúng ta đã đến Vincom. Yeah, tháp đôi kìa. Có cái vụ này à? Vụ này mới ấy nhỉ? Tháp đôi đây. Yeah. Minecraft có Vincom từ bao giờ đây? Sợ thật. Nhưng mà trong đấy có vẻ có khá nhiều thứ, thế nên mình sẽ vào sau. Chứ hiện tại mình mà vào đấy bây giờ thì chim. Đừng chạy. Chứ ô, có cái cửa này. Cái cửa này trông mình biết cái cửa này rồi. Ok, mình vào. Mình muốn vào xem có gì hot không. Ok. Có vẻ là chả có gì cả. Nếu mình rơi xuống đây đời mình thọt là cái chắc. Thế nên là mình sẽ quay lại. Mình nghĩ vậy. Ở đây chả có gì cả luôn đấy, thề. Nhảy xuống đây là đi luôn. Thôi, tốt nhất đi về. Chả thân ai mà quyết thắng. Cứ tưởng có gì hot nhưng mà cũng chả có gì cả. Nhưng mà đây có cái cửa, nên là mình có thể quay lại được. Ớ lạ nhỉ. Mình nghĩ là vào đấy là khỏi ra, à, ra phát là biến mất luôn nhé. Đó, rồi xin nào. Mình đang đi loanh quanh. Mình thật sự cần kiếm một cái hang tự nhiên nào đấy để đào. Bới. Tới lỗi. Rổ nhện. À, đây rồi. Rất tiếc. Đời không như mơ, tình không như thơ. Đây không phải cái hang. Đây là một cái rãnh. Bắt đầu chúng nó chạy cuống cuồng về nhà đấy. Mình cũng phải. Nhưng mà mình đang cần kiếm cái chỗ mà đào ở đây rồi. Phải không nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm là đi theo đường này đúng không? Xin nào. Hello. Ajinomoto. Đâu rồi? Đây. Đây. Ok. Mình sẽ làm tạm cái này ạ. Cái này đã. Ok. Mình sẽ kiếm cái nhà gần nhất để ở. Thôi khỏi cần. Có lẽ mình sẽ đi xuống luôn dưới này. Hợp lý ấy. Xong là mình sẽ kiếm thang. Ok. Từ từ đã. Bình tõm. Cái gì nó cũng phải theo thứ tự. Ok. Trước tiên là mình sẽ phải đào đá trước. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không đào được đá chỗ này đâu. Đá phát là thọt luôn đây này, chỗ này đào được rồi. Ok. Mình puzzle rồi, không phải xoắn. Mọi người không phải xoắn. Trình độ của mình hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng này. Hiện tại mình cần 9 cái, 8 cái để làm lò, 2 cái để làm kiếm là 10 cái, 3 cái để làm cuốc là 13 cái. Gì nữa chưa? 3 cái để làm rìu và 16 cái. Đấy, tại mình sẽ cần 16 cục đá. 9 rồi. Nhưng mọi người đã thấy mình đã thay skin. Trông cũng giống người phết, tại trước mình dùng cái skin kia bao nhiêu người bảo mình là sao trông mày chả giống người gì cả. Mà người đầu tiên góp ý là cháu Kevin tin khốn, quân khốn, bạn bè đấy, bạn bè mà nó kêu mình chả giống người, khốn nạn, bạn bè cái bạn bà. Ok,
Mình sẽ làm cái lò này. Tiếp theo là làm cái kiếm và cái cuốc. Xít. Kiếm này. À, thực ra sau này mình còn, nếu mà may mắn mình kiếm được kiếm kim cương thì cái này nó cũng không cần thiết lắm. Mà thôi kệ. Ok, nhưng mà trước tiên mình cần một bộ đồ đá đã. Giải quyết mấy cái vấn đề khác sau. Ok. Giờ với cái này thì mình chặt cây nhanh hơn nhiều. Vì cái bộ Hexit là có sẵn cái gì nhỉ? Mod chặt cây. Chặt dưới phát là sờ rơi hết luôn. Nên là nhẹ nhàng thoải mái. Ok. Mình sẽ làm một đống thang để xuống cho an toàn, có gì lên xuống cho an toàn. Ok. Xin ạ. Thank you. Tiếp theo là đổi cái này ra, thay cái này bằng que. Up. Ok. Rồi đấy. Cái này được rồi đấy. À, không biết là đủ chưa chỗ này. Ồ, gì kia, ngơi chưa gì thì kim cương rồi. Chắc là chỗ gỗ này mình sẽ dùng để kiểu, à thôi dùng cái đất này đi cho đỡ phí. Đây nha, giờ giải quyết như nào đây? Giải quyết nó là như thế này. Đây chỗ này đi. Ok. Ok. Sao sao? Shit. Ok, không sao, dù sao mình cũng chưa chết. Theo hướng tích cực thì mình vẫn chưa chết. Và điều đấy là mình khá vui. Có lẽ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở dưới này sau khi chỉnh ánh sáng lên tí. Ok, sáng sủa đấy. Mong là không có cháu nào manh động xuất hiện dưới này nhỉ. Thế tốt hơn rất nhiều. Mình cần một là bắt đầu làm mất bao công làm mấy cái đồ trên kia cũng vứt trên đấy. Thế đây đây đây. Mình sẽ ăn cà rốt thôi. Làm bao nhiêu thứ cùng đi ăn cà rốt thôi. Creeper đứng xuống. Vâng, nó là chùm. Đời còn gì đẹp hơn. Có giết anh lúc này, anh còn bao nhiêu công việc phải làm. Không có thời gian đùa đâu. Ok, lên nào. Ô, sắt đây. Thật ra cái Hexit này chỉ cần đi loanh quanh tí là một đống đồ mà. Không biết là có ai nghe nghe thấy nhạc ở trong mic của mình không, nhưng mà dưới nhà mình đang có khách hát. Nhà mình có mở quán karaoke, nếu ai thích thì có thể sang ủng hộ. Ha ha. Pro trong à, pro trong lúc chơi game. PR quảng cáo. Sau đây là 5 giây cho chương trình quảng cáo. Bạn muốn hát? Bạn muốn thể hiện giọng hát của mình hãy đến quán cà phê Khánh Ly. Đấy là tên quán cà phê nhà mình nếu các bạn không biết. Ồ, chỗ này sâu hết. Nhưng mà mình có bao nhiêu đủ làm cuốc sắt rồi đấy, ngon. Bịt cái phía sau. Bịt cả ở đây nữa. Ok. Giờ thì mình có thể không phải xoắn cái con dị nhân kia. Tạm thời mình sẽ dùng gỗ để giải quyết mấy cái vấn đề này. Ui, giật ca mình. Ok, mày nổ luôn đi tốt hơn đấy. Còn hơn là mày ta phải đánh mày. Shit. Xoắn lại. Có thể loại creeper rồi bắn ra lửa không có chứ. À đây, nhét cái này vào. What the fuck? Không biết là làm này đúng không hay là làm này nữa. Làm này đúng rồi. Mỗi cái này mình có thể làm được cái bánh mì. Nên là ngon hơn. Ok, tiếp theo mình làm một cái này nữa. Để nung sắt. Xin nhá. Chắc là giờ khá là nhiều bạn hú hét lên vì mình đã tiếp tục cái hexit này. Mình không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Shit. Ok, giờ xin nổ sát rồi nhé. Zombie. Where are you? Ok rồi. Tuy nhiên thì mày cũng không có cái chỗ nào nó có nhìn lá phủ hai con cả. Không sao. Hai con cũng không có gì cả. Khi nào một đoàn quân ra đây hãng nói chuyện. Ok.
Ồ, có than kìa, mình cũng phải đào than. Ok, than nào. Ít than tham. Có thật là mấy hôm nay phiêu lắm ấy. À, thay đổi thời tiết. Mình chỉ mong đến mùa đông nhanh nhanh. Mùa đông thì giọng mình nó cũng như thế này thôi. Như mọi người xem mấy cái clip survival Minecraft survival cũ ấy, phần 1 thì mình giọng cái mình vào lúc mùa đông nó cũng kiểu này, kiểu tịt mũi. Nào. Nào, nào, nào. Ok, tốt 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 tốt. Mày nữa. Không thời gian là đùa mày. Thì thực ra mình đang chơi normal nên là khá là nguy hiểm. Mình không muốn chuyển xuống easy vì như thế thì lại nhiều bạn bảo mình gà. Mình quyết định chơi normal cho nó máu. Máu chiến. Không có cách nào. Thực ra máu chiến thì cũng có mức độ thôi nhưng mà mình nghĩ vớ vẩn thọt phát thì ngồi đấy cắn lưỡi tự vẫn luôn, vì chỗ này mình có biết là ở đâu đâu. Nào lên đây là có hai cây này, nếu nếu quá không biết thì nó để tao và mình không thể là chạm vào nó được. Cái cây này nó cho mình cái quả mà giúp mình, nếu mình ăn cái quả này sẽ được điểm kinh nghiệm. Không biết rồi. Con taste like creeper, ăn có vị giống creeper. Đây, như mọi người nhìn thấy đấy, mình được điểm kinh nghiệm sau mình khi ăn, sau khi ăn quả này có lẽ chắc cách làm cách sử dụng thì có thế thôi, mới ăn thôi chả để làm gì cả. Ô trời sáng rồi kìa, creeper trên kia. Tao vừa ăn một thứ giống vị thịt của mày. Cái gì kia chim à, cháu quên mất trong cái mod này có khá là nhiều chim. Chim cò. Không biết là có bướm không. Ơ bạn nào nghĩ bậy là do bạn ấy nhá, mình không có nói linh tinh đâu bạn. Các bạn cứ nghĩ bậy xong là đổ thừa cho mình. Có rất là nhiều bạn mình nói nghĩ bậy, mình nói rất là lịch sự nhưng mà các bạn ấy nghĩ bậy xong các bạn lại bảo mình là nói bậy. Có duyên. Ai nói bậy? Linh tinh. Người lịch sự này ai đi nói bậy. Đùa luôn. Từ đó mình không nên làm ruộng thế này, mình sẽ đi đào mấy cái thứ cần thiết rồi mình té thôi chứ mình không nên, mình thích ở dưới này lâu dài mà làm ruộng. Ok, ủa nhiều kim cương quá. Ủa ok. Nếu mà cái này có trên vâng lại câu like trưởng có trên 100 like thì mình sẽ tiếp tục làm. Trên 100 like trong vòng một ngày mình sẽ tiếp tục làm. Ok. Bởi vì như thế sẽ thấy rằng là rất nhiều người thích cái này và mình sẽ làm tiếp. Mình thực ra cái mình nói cái câu câu like hiện trường ấy là đuổi đùa thôi chứ thực ra mình muốn mọi người thể hiện thấy là mọi người thật sự thích cái này. Không phải là mình không thích cái này nhưng mà mình thấy có nhiều cái còn thú vị hơn cái này. Ví dụ cái Outlast hay là Amnesia mình thấy thú vị hơn. Mình muốn chơi mấy cái đấy trước nhưng mà thấy khá nhiều người yêu cầu cái chơi này nên là mình quyết định là thôi thì làm thử cái để xem nào feedback của mọi người như nào. Feedback là tức là kiểu xem mọi người có thái độ phản ứng như nào ấy đấy, tùy theo đấy mà ứng xử thôi. Shit, ok. Có lẽ mình sẽ phải sống dưới này lâu dài rồi. Đùa đùa thế, nói là nói thế thôi nhưng cũng có khi mình phải dưới này lâu dài thật đấy. Dở. Thành người hang động cũng dễ lắm. Nào xin viên cương cái. Thank you. Tao muốn giết mày quá nhưng mà mày cứ tại mày cứ lởn vởn trước mắt tao. Nhưng mà thôi thì tha mày. Đường lên vào đấy mình xây đâu nhỉ? Rơi ở kia kìa, xây ở đây. Vào đấy mình sẽ xây cầu thang lên từ đây. Ow. 25 của cỗ à, dùng cái này được ấy. Xem nào, đây nhá. Ok. Xem nào. Ủa, có gì kia? Trông khiếp vậy. What the nhìn như con rết ý. Kinh vãi. Gì nhỉ? Chưa nhìn con đấy bao giờ cả. Để cả mình chơi vào này
Đã từng chơi Hexit rồi chứ có phải chưa đâu. Từ đã xây xong cầu thang tính sau. Rồi cầu thang này quan trọng hơn tất cả. Ủa. Ui giời. Thế đấy. Đây nào, xem con gì ấy. Trông kinh vãi. Như kiểu con giun con rết gì. Ừ. Nó là con rết. Centipede. Rết đúng không? Sao mình không đánh được nó? Sao mình phải dẫm nó? Nhưng không đánh được nó luôn ấy thề. What the fuck? Con gì trông kinh vậy? Ha. Đấy. Nó đúng là con rết rồi chứ con gì nữa. Đi trông kinh vậy. Ôi rồi, được rồi đấy. Nó rơi rồi. Nó chết rồi đấy. Wow. Chả có gì cả. Nhưng mà nó mình mới biết cái giống loài này có thật đấy. Sợ. The fuck. Có lẽ mình lấy té lấy đồ lên té kia thôi. Có kiếm kim cương mà. Ơ. Đây này, như mọi người thấy mình đã lấy được 10 cái bánh mì rồi này. Ok. Khỏe rồi. Có lẽ mình sẽ dừng lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của Hexit nếu cái này đạt được 100 like trong vòng một ngày. Oh fuck, người mệt quá. Ok, chắc chắn là lần sau mình nói nó sẽ có nhiệt hơn tại vì hôm nay mình trúng gió rồi, nên ra là khổ thế đấy. Nên là mọi người nhớ lời mình, đừng có đú đờn quá mức. Vui có chừng dừng đúng lúc, không có ngày thối mình ấy chết dở. Ok. Goodbye.